Năm 2023, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện 35 vụ việc về môi trường xử phạt 17 trường hợp với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng. Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2024. Tổng kết 10 năm thực hiện đổi mới giáo dục và đào tạo. Đại biểu quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Đức Cơ và Chiếp Rông kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh năm 2023-2024 dự kiến diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024. Bàn giao nhà đồng đội cho viên chức quốc phòng có hoàn cảnh khó khăn. chào quý vị, quý vị đang xem bản tin 24 giờ của báo Gia Lai điện tử được phát sóng vào lúc 19 giờ 30 phút. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 12 năm 2023 sẽ có những nội dung chi tiết sau. Kính thưa quý vị, năm 2023, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện 35 vụ việc về môi trường, xử phạt 17 trường hợp với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng. Cụ thể trong 35 vụ việc về môi trường có 23 vụ việc được phát hiện từ thông tin phản ánh từ báo chí, 5 vụ việc từ đơn phản ánh, 1 vụ việc xử lý từ đường dây nóng và 6 vụ việc từ nguồn thông tin khác, các cấp ngành đã xử phạt vi phạm hành chính 17 trường hợp với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng. Chiều ngày 13 tháng 12, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2024. Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Như hội nghị còn có Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, kim Bí thư Đảng ủy quân sự 17 huyện, thị xã thành phố. Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Văn Niên, Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2023, Đảng ủy quân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương mà nghị quyết đã đề ra, trong đó đạt được một số kết quả nổi bật là nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuần tra kiểm soát phòng chống vượt biên xâm nhập, phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập từ cấp tỉnh đến cấp xã đạt kết quả tốt, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Cùng với đó, công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt kế hoạch. Công tác đối ngoại quốc phòng Đối ngoại nhân dân với nước bạn Campuchia được duy trì thường xuyên quyết tâm xây dựng đơn vị ở vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, người chỉ huy các cấp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, chú trọng thực hiện ba khâu đột phá, khắc phục ngay những khâu yếu mặt yếu đã nêu trong báo cáo và trong hội nghị. Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu dự báo, nắm chắc tình hình trên địa bàn, cùng với đó, quan tâm công tác xây dựng đảng trong lực lượng vũ trang, chủ động phối hợp đề xuất huy động các nguồn lực xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ. Chú trọng nâng cao tiềm lực chính trị tinh thần, tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phục hồi, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng nay ngày 14 tháng 12, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Cả nước hiện có 1.888 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 242 cơ sở giáo dục đại học và 18.557 trung tâm giáo dục thường xuyên. Quy mô và chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học ngày càng tăng, hình thức nội dung giáo dục thường xuyên ngày càng đa dạng, tạo điều kiện cho người dân được học tập suốt đời. 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1. 48 trên 63 tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Hệ thống giáo dục quốc dân được thiết kế theo hướng mở liên thông tạo điều kiện phân luồng học sinh tại hội nghị đại diện một số địa phương cơ sở giáo dục đào tạo đã trao đổi đánh giá về kết quả sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 29 trên cả nước nói chung và tại địa phương đơn vị nói riêng nhìn nhận một số khó khăn hạn chế trong quá trình đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Hội nghị cũng tập trung đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đột phá để triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo, phấn đấu đưa nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến của khu vực châu Á vào năm 2030 và đạt trình độ tiên tiến của thế giới vào năm 2045. Ngày 13 tháng 12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các ông bà Siêu Hương, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn, chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Thị Mai Phương, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội, Lê Hoàng Anh, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, Đinh Ngọc Quý, Ủy viên Thường trực, Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Rơ Trâm Hợp Bích, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chư Bả, đã có buổi tiếp xúc cử tri hai huyện biên giới Đức Cơ và Chịp Rông sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Kết luận các buổi tiếp xúc, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh siêu hương ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri hai huyện cũng như phần giải đáp của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và chính quyền địa phương. Đồng thời giải trình làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với kiến nghị cần quan tâm đầu tư cho phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nhất là hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phản ánh tại các kỳ họp của Quốc hội, chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đã tiếp thu và sẽ quan tâm đầu tư hơn trong thời gian tới. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng sẽ tiếp thu để gửi đến Bộ Công an có giải pháp xử lý quyết liệt tình trạng lừa đảo trên không gian mạng. Đối với những kiến nghị còn lại của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu đầy đủ để gửi đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ theo dõi giám sát quá trình giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri. Dịp này Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao tặng 50 suất quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Đức Cơ và Chập Rồng. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long vừa ký công văn số 3489, yêu cầu các sở ban ngành, ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm phục vụ hành chính công triển khai các nội dung nhằm khắc phục các chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia gồm 5 nhóm chỉ số: công khai minh bạch, tiến độ, kết quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ hài lòng, số hóa hồ sơ, kết quả thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia tỉnh Gia Lai xếp hạng thứ 61 trên 63 với 52,8 trên 100 điểm. Cụ thể nhóm chỉ số công khai minh bạch đạt 10,7 trên 18 điểm, nhóm chỉ số tiến độ, kết quả giải quyết đạt 16,5 trên 20 điểm. Nhóm chỉ số dịch vụ công trực tuyến 2 trên 12 điểm, nhóm chỉ số thanh toán trực tuyến đạt 2 trên 10 điểm, nhóm chỉ số mức độ hài lòng đạt 17,3 trên 18 điểm, nhóm chỉ số số hóa hồ sơ đạt 4,3 trên 22 điểm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương ra soát kiểm tra xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến nộp từ cổng dịch vụ công quốc gia quá hạn đang xử lý 2.474 hồ sơ hoàn thành việc xây dựng vận hành hệ thống số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính hợp nhất cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục các chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trên cổng dịch vụ công quốc gia báo cáo kết quả thực hiện và dự thảo văn bản chỉ đạo gửi về ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 3 tháng 1 năm 2024 bản tin sẽ được tiếp tục với nội dung sau Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm 2023-2024 dự kiến tổ chức từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 1 năm 2024 tại trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Theo đó, đối tượng dự thi là học sinh đang học lớp 8, 9, 10, 11, 12 có kết quả xếp loại hành kiểm học lực năm học 2022-2023 đạt loại khá trở lên có dự kiến kết quả xếp loại học lực hành kiểm học kỳ 1 năm 2023-2024 đạt loại khá trở lên. Mỗi học sinh chỉ được tham gia một dự án thi. Số lượng tham gia cuộc thi năm nay dự kiến có khoảng 150 dự án, trong đó mỗi phòng giáo dục đào tạo đăng ký số lượng dự án dự thi không quá 20%. Số trường có bậc trung học cơ sở, mỗi trường phổ thông thuộc Sở Giáo dục đào tạo được đăng ký tối đa 3 dự án dự thi. Riêng trường Trung học phổ thông Chu Hồng Vương được đăng ký dự thi tối đa 8 dự án. Dự án có thể của một học sinh dự án cá nhân hoặc của hai học sinh trong cùng một đơn vị dự thi dự án tập thể. Mỗi dự án dự thi có một giáo viên hướng dẫn nghiên cứu đang công tác tại cơ sở giáo dục trung học có học sinh dự thi. Một giáo viên được hướng dẫn nghiên cứu tối đa hai dự án của học sinh trong cùng thời gian. Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn nghiên cứu dự án dự thi có thể có thêm người hướng dẫn khoa học là các nhà khoa học chuyên ngành thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở khoa học công nghệ. Theo kế hoạch, hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi đơn vị gửi về Sở Giáo dục đào tạo và địa chỉ website của cuộc thi thời hạn đăng ký trực tuyến từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023. Vừa qua, tại xã Gia Sao, huyện Gia Grai, tỉnh Gia Lai, trường cao đẳng nghề 21, binh đoàn 15 đã bàn giao nhà đồng đội cho gia đình bà Nguyễn Thị Cúc là viên chức quốc phòng của đơn vị. Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà có diện tích 115m2 gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng bếp và một công trình vệ sinh đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình sử dụng, trong đó binh đoàn 15 và trường cao đẳng nghề 21 hỗ trợ 80 triệu đồng số tiền còn lại do gia đình đóng góp. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 và Trường Cao đẳng Nghề 21 cũng tặng gia đình một số vật dụng để sử dụng trong gia đình. Được biết, chị Nguyễn Thị Cúc có hoàn cảnh khó khăn, chồng là lao động tự do, hai con còn nhỏ và chưa có nhà ở. Việc bàn giao ngôi nhà này giúp gia đình chị có nơi ở ổn định, chăm lo, lao động, sản xuất để vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hoạt động thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đùm bọc, chia sẻ của những cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15 với đồng đội nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 24 giờ của báo Gia la điện tử hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin ngày mai.